Ở địa bàn vùng cao, cư dân sống phân tán, lại có tập tục đi nương rẫy dài ngày. Dù chỉ có 33 địa bàn mẫu với 990 hộ dân thực hiện trả lời điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm nay, nhưng những điều tra viên đã chuẩn bị rất sớm và kỹ càng. Bởi chỉ khi người dân hiểu rõ, chất lượng thông tin mới cao. Cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng tác viên, thì trong quá trình điều tra thì tôi cảm thấy là mình cũng có một phần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến thời điểm này, số hộ điều tra đã đạt hơn 73% trên toàn quốc. Nhiều địa phương đang chuẩn bị về đích sớm, dự kiến trước khoảng một tuần so với mục tiêu ban đầu. Trước khi mà đi phỏng vấn thì cũng được tập huấn bên trên cục thống kê, thì những cái chuyên viên cũng hướng dẫn rất là kỹ. Trước khi mình đi cũng nắm rõ địa bàn rồi, với lại cũng phối hợp với tổ dân cư, thì liên hệ trước với những cái hộ gia đình đó. Thì mình tới mình phỏng vấn thì chưa chuẩn bị sẵn những cái gì mà hỏi đó, thì rất là trôi chảy. Dữ liệu từ cuộc điều tra là cơ sở để đánh giá và hoạch định chính sách phát triển. Đặc biệt, dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với cuộc điều tra này thì có đến 107 chỉ tiêu là tính toán dựa trên cái nguồn dữ liệu của dân số từ cái cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, và có đến khoảng 20 chỉ tiêu là tính toán hoàn toàn từ cái cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ngoài ra, do quy mô mẫu đủ lớn nên kết quả của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 sẽ được sử dụng để tiến hành các phân tích chuyên sâu về sự chuyển dịch nhân khẩu học ở Việt Nam, xu hướng già hóa dân số, vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh, tình trạng sử dụng nhà ở và điều kiện sống của người dân.